Ok, hello, xin chào anh em. Rất vui được gặp lại anh em trong một tập mới của DeFi Use. Và trong cái tập DeFi Use tuần này, mình sẽ giới thiệu với anh em một cái giải pháp giúp anh em có thể stake token để hưởng những cái lãi suất cao, đồng thời là giúp thanh khoản cái dòng tiền của mình ở trong các cái token mình đang hold ha. Cái giải pháp mà mình muốn giới thiệu với anh em hôm nay đó là Lido. Thì cái giải pháp này nó có những cái điểm gì đặc biệt thì chúng ta sẽ đi vào phần trải nghiệm trong video hôm nay nhé. Ok, thì như anh em thấy đây là cái giao diện stake của Lido ha. Thì trước tiên thì mình sẽ lý giải cái sản phẩm này nó được sinh ra vì mục đích gì đã. Thì anh em biết là Ethereum nó cũng đang chuẩn bị rục rịch lên cái Proof of Stake đúng không? Ethereum 2.0. Thì cái việc mà lên Proof of Stake như thế này thì nó yêu cầu rất là nhiều cái lượng Ethereum được stake vào. Tuy nhiên là mỗi cái validator thì họ sẽ phải có một cái lượng stake tối thiểu là 32 Ethereum. Thì đối với những người dùng bình thường thì rất khó để họ có thể tích lũy được một lượng Ethereum lớn như vậy, cũng như là chạy những cái phần cứng để phục vụ cho việc xác thực mạng lưới. Thì họ có thể đóng góp vào sự phát triển của mạng lưới bằng cách là họ stake vào cái sản phẩm như Lido như thế này. Thì bằng cái việc stake này á, thì anh em vừa có thể đóng góp vào cái việc xác thực chung cho mạng lưới của Ethereum, mà anh em còn có thể nhận về một cái mức lãi. Thì cái mức lãi này là do Lido họ đứng ở giữa, họ phân phối lại cái lợi nhuận từ việc staking này ha. Đây là cái giao diện stake Ethereum. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi trải nghiệm cái sản phẩm của Lido ha. Thì ở đây rất là đơn giản, rất là trực diện thôi. Thì chúng ta thấy là có cái chỗ là stake Ethereum đúng không? Thì mình sẽ bấm vào đây, lượng Ethereum mình muốn stake. Rồi submit nhé. Mình sẽ đi qua một lượt cái sản phẩm này, sau đó chúng ta sẽ back lại cái lý giải sau. Rồi, ok, thì sau khi mà đã xác thực lệnh rồi á, thì chúng ta sẽ thấy ở đây hiện là cái STETH, tức là cái đồng đại diện là chúng ta đã stake được Ethereum vào ha. Thì cái tỷ lệ quy đổi nó sẽ hơi lệch một xíu, ở đây nó không tròn là 0.03 như hồi nãy mình nhập vào. Thì nó cái tỷ lệ exchange này nè, nó sẽ xấp xỉ một xíu thôi. Rồi, chúng ta sẽ kéo xuống một xíu để tìm hiểu một vài thông tin ha. Thì đây là cái bảng thông tin về cái stake của mình ha. Thì 10% này sẽ được charge vào cái phần thưởng staking của mình. Tức là ví dụ như mình được thưởng 10 đô reward đi, thì họ sẽ charge 1 đô. Tiếp đến là những cái thông số của Lido ha. Thì cái lãi suất năm nếu như mình stake trên Lido đó là 4.6%, và cái phần trăm này là tính trên Ethereum. Thì với mình á, thì nếu mà Ethereum mà gửi như vậy thì 4.6% cũng là một cái mức lãi chấp nhận được ha. Đây là một vài thông số, đây là số người đã stake với Lido thì khoảng 45.000 người. Rồi một vài thông tin liên quan đến Lido thì như mình có đề cập ở đầu video, thì đây là cái sản phẩm giúp mang cái việc staking ETH 2.0 nó đến gần hơn với người dùng. Rồi thì nó sẽ giảm rào cản cho những người stake muốn tham gia vào stake vào trong cái Ethereum 2.0 này ha. Rồi thì một vài cái thông tin thì chắc là bọn mình cũng sẽ đính kèm một bài viết liên quan đến Lido bằng tiếng Việt cho anh em nào quan tâm. Tiếp đến là cái tab reward. Thì đây ở đây họ hiện cái reward của mình. Cái số tiền mình đã stake vào ha. Rồi cái lượng reward mình earn được. Và nếu như mà có đủ dữ liệu thời gian thì họ sẽ tính toán ở đây. Rồi chúng ta tiếp tục đến cái tab đó là wrap. Thì cái wrap này nó mục đích nó là gì? Đây thì đây chúng ta sẽ đọc nhé.
cái WST, cái rap này nó là gì. Thì cái phiên bản rap này á, là nó xử lý một cái vấn đề, đó là cái lượng ST, ETH của mình nó sẽ không được ổn định nè. Thì cái này nó sẽ thay đổi liên tục hàng ngày. Và cái việc mà grab nó lại á, nó sẽ giúp là anh em cầm cái đồng này đi lending hoặc là đi mint ra các stablecoin để tiếp tục thanh khoản, nó sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Nó sẽ giúp là cái dòng vốn của anh em á, nó không bị đọng ở một đồng tiền duy nhất. Thì anh em vẫn có thể hưởng được lãi staking với cái đồng RAF này ha. Đây, ở đây họ có trả lời này. Thì cái mục đích RAF lại để cho họ dễ tính toán trong cái số lượng token, cũng như là để giúp anh em có thể cầm cái đồng RAF này đi mint ra stablecoin các thứ. Thì ở đây có thể RAF này hoặc là unRAF. Thì anh em có điều kiện thì có thể trải nghiệm thêm ha. Rồi, ok. Đó là tổng quan về cái sản phẩm của Lido. Thì Lido hiện tại họ cũng đang phát triển không chỉ riêng cho cái mạng lưới của Ethereum đâu, mà họ còn phát triển rất là nhiều cái trạm tài sản khác nữa rồi. Và họ hợp tác với lại nhiều bên, ví dụ như Cosmos, rồi Terra, rồi Solana, rồi rất là nhiều rồi. Thì anh em có thể tìm hiểu thêm và mình có thể stake rất nhiều loại tài sản ha. Thì yeah, đó là những cái sơ nét về cái sản phẩm của Lido, một cái giải pháp liquid staking. Thì hy vọng là cái video hôm nay nó hữu ích và mang lại nhiều giá trị cho anh em. Nếu như mà anh em thấy những thông tin trong video hôm nay là hữu ích thì mong anh em để lại cho bọn mình một like cũng như là một subscribe cho kênh YouTube của Coin 68 ha. Thì rất là vui khi được đồng hành với anh em trong tập DeFi Houston này. Ok, tạm biệt anh em.